cà phê sữa đá. Lo ăn rồi cứ quên luôn cái vụ cho điểm. Chào các bạn cùng cô chú anh chị trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Mình là My. Hôm nay vợ chồng My review những cái món ăn mới. My mời các bạn cùng cô chú xem cho vui nha. 12 đồng 99 cho cái loại hot stick này nè các bạn. Rau củ, nấm. Các bạn cô chú ơi, My review cái món này mới có ở Costco nè. Shiitake Mushroom Postica, làm giống như là hoành thánh vậy đó các bạn. Không có thịt ở trong đây cho nên mình ăn chay được. Chảo ra nóng rồi mới cho chút dầu vô, xong rồi mình đổ cái này vô. Mình đổ vô đây khoảng 1/4 chén nước, xong rồi mình đậy nắp lại với lửa vừa được 8 phút rồi đó các bạn. Bây giờ nó cạn rồi nè. Mình để vài phút, mình trở qua trở lại, bây giờ nó vàng hết rồi. Mình tắt lửa nha. Rồi, mình làm xong rồi nè. Nhìn hấp dẫn không? Này chắc 2-3 người ăn á, một người ăn không hết đâu. Mình mời các bạn cùng cô chú ăn với mình nha. Mùi thơm quá chừng luôn á. Cái món này mình thấy thường mình để vô cái chảo á, mình làm về ăn ngon hơn là mình bỏ vô lò nướng air fry. Nóng. Ở trong cũng vừa ăn lắm các bạn. Tại cái này thường thường là ở Costco hay có gà với có cái loại và bò nữa. Còn kỳ này là có nấm. Hồi lâu rồi có cái loại kim chi, ăn cũng lạ lạ, cay cay. Còn giờ là cái này nấm, ăn cũng ngon á. Giòn. Nóng quá. Ở trong á các bạn cô chú, đậm đà lắm. Mình không có cần chấm cũng được nữa. Nếu mà ai thích cay thì mới nghĩ thêm ớt được thôi, chứ mình thấy vừa ăn lắm luôn á. Vòng vòng á, mình chiên xém xém á, cái nó hơi giòn giòn, ngon. Hai đứa con mê á, nó khoái cái loại bánh loại này lắm. Thường trong Costco loại gà ăn cũng rất là ngon. Mình nghĩ loại này con mê cũng thích nữa. Đậm đà lắm, ở trong vừa ăn lắm. Ngon lắm các bạn, mình làm hơi vàng vàng chút. Giòn rụm mà. Có cái ở trong đây có nấm, rồi có cà rốt với cải nữa. Nó hơi xanh xanh nè. Ăn được lắm các bạn. Cái hình người ta chụp ở đây á, người ta để hành xong rồi để vài miếng vài hột mè đâu lên, với có chén sốt kế bên nữa. Đang có mè, rắc thêm miếng mè vô đây luôn để ăn coi nó có ngon không. Có mè vô đây nó hợp lắm các bạn cô chú ơi. Mình ăn ngay nguyên hột mè á, cái mùi nó thơm hơn, ngon hơn á. Cái này các bạn để mè thêm đi, mình rắc mè không có dính, cho nên mình nghĩ là chắc mình cắn ngang cái xong rồi cái mình cho nó vô trong á. Mè ăn rất là ngon luôn. Mình rắc cho cố tình mình để cho nhiều nhiều á các bạn, để cho mình để lên mình ăn ngay cái hột mè luôn á. Hổi nó thơm, rất là thơm luôn, ngon lắm. Ăn mè là mình phải nhai cho nhuyễn thật nhuyễn, hả, nuốt không là còn nguyên hột luôn. Quá thơm. Mình để mè vô là được tăng điểm á. My hay ăn mè lắm, mè đen, mè trắng thì ngày nào cũng ăn hết á, khoảng chừng 1-2 muỗng, 3 muỗng cà phê vậy đó. Mình cứ không có làm gì thì mình cứ rang sẵn để đó các bạn,
mỗi lần đi qua đi lại á, nhớ á, lấy muỗng bỏ vô miệng nhai 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 nhuyễn luôn. Mình để mè cả đống lên đây luôn nè, ăn thấy ngon. Thơm quá chừng luôn. Ngon, rất là ngon các bạn. Là mình cho khoảng chừng 7.5. Cái vị nó đậm đà, nhưng mà đối với My á, nó hơi mặn chút xíu. Chút xíu thôi. Rồi, cơm gà nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Mời ông xã. Cơm gà Mimi. Cơm gà An Nam đó. Này lần đầu tiên ăn cũng nghe nói quá chừng, không biết như thế nào. My nghe nói chỗ cơm gà này ngon lắm nè, cho nên hôm nay cho ông xã thử hết các bạn đôi chút. Anh chị cô chú có gì ăn thì ngồi ăn chung, chứ không thôi chảy nước miếng ráng chịu nha. Cái này không đền được á. Thì thử đi, chắc đứa đầu tiên ăn cơm thử coi. Cơm này như có gia vị hả? Đúng rồi, có nước súp gà đó. Mắm gừng á. Mắm gừng. Dạ, đây chén súp nè. Một phần vậy nè là 15 đồng 80 sen á. Ừ, thịt quá chừng. Một bên của cái ức gà ha. Ừ. Dạ. Này là cơm gà quý phi á. Tại sao kêu là quý phi ha? Không cho Nam ăn còn quý phi nữa là sao? Không, cái gà đó là gà quý phi. Gà cũng đặc biệt nữa hả? Dạ. Gần đi bộ hay đi xe đạp? Chạy marathon. Chạy marathon thì nó dai quá, ăn không nổi rồi. Gà đi bộ. Gà này gà nghèo, không có xe đạp. Nước chấm đó ok không? Nước chấm, nước mắm gừng. Mắm gừng nè. Mà không có cho ớt nha, cái này ớt này của My để vô á. Dạ. Ớt này mình anh nhớ cay lắm, bây giờ anh ăn hoài hết cay luôn à. Dạ. Yeah. Miệng anh giờ bắt đầu. Này có rau răm, hành giấm với cà chua, dưa leo với cái ức gà hình như là đâu có xương phải không anh? Thấy cái này có xương chút chút ha. Có lưu bị. Dạ. Nhưng mà nhìn sao gà rất là giống như người ta cắt rất là non anh, chứ không phải là con gà bự nha. Yeah. Như cái lớp trên thôi, với lại nửa thịt với mỡ với da. Dạ. Yeah. Đúng à. Đúng ý phải không? Đúng ý á. Chứ nhiều thịt cái nạc cái dưới quá ăn không ngon. Dạ. Em thấy cái nạc rất là mỏng. Chừng cúc trên thôi mấy. Dạ. Không phải nguyên cái. Chưa có cho ý kiến gì hết mà ngồi ăn không là biết ngon phải không? Nó bụng nữa. Cái cơm á, ăn không á thì nó dẻo mà nó hơi khô, cho nên nuốt vô mới đầu hơi khó nuốt, mà ăn có rau có đồ vô rất là dễ. Nói không phải nói chứ cái cơm này, nói cái cơm thôi nha. Dạ. Cái cơm mà cơm gà em nấu ngon hơn cái này. Oh my god. Đậm đà hơn cái này. Cơm này nấu giống như có chicken broth ví dụ vậy mấy không? Chứ yeah. Cái nước nước luộc gà ví dụ vậy đó. Yeah. Nhưng mà nó không có đậm đà, không có ngon bằng em nấu. Yeah. Thịt ngon hơn. Dạ. Yeah. Cái thịt của My nấu là thường thường My làm thịt gà Mỹ thôi, đâu có gà đi bộ đâu. Thế là em nấu cái kiểu vàng vàng giống như Ấn Độ á. Yeah. Anh thấy cái đó nó thấy đẹp mà ngon. Cơm gà của My nấu á, các bạn cô chú, là cái cơm á là My nấu, My luộc cái gà lên xong thì My lấy cái nước, nhưng mà My có cho một chút nghệ. Khi mà chín á, lúc mà mình xới á, anh biết em cho cái gì mà anh thích không? Một chút bơ. Đúng rồi, nó rất là thơm, phải không? Ừ. Dạ, còn cái này người ta đâu có bơ cho nên anh đâu có thấy cái mùi đó. Ăn mấy cái cọng rau răm này vô cái nhớ không vịt lộn. Cái này tính chung lại hết ăn được lắm. Vậy ha. Giống như mà nó cái kiểu là nhưng rất là bình dân đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ. Cái này rất là bình dân, không có giống như anh nhớ mãi mãi cái thời mà lúc anh còn nhỏ xíu á, đi vượt biên, đi từ Sài Gòn xuống Cần Thơ á, ghé mấy cái tiệm ăn mấy cái món đại khái cũng giống giống vậy nè. Cái này anh tưởng tượng thì giống như ở Việt Nam á, ví dụ vậy là ăn một cái quán giống như
trong gốc trong sớm hay gì đó, ví dụ như thế. Có loại này nè, cái thịt gà này rất là ngon, nó luộc làm sao rất là hay, ăn rất là ngon, không có cứng, không có dai, rất là dễ ăn, rất là ngon. Mà với lại người ta cắt cũng rất là hay, không có nhiều mỡ quá, không có nhiều thịt quá, thấy không? Thành ra ăn rất là dễ ăn. Mình nói đến cái có nguyên cục thịt thành công. Cái cục nãy mỏng, cục nãy hơi dày. Yeah, thử rồi cái cục dày nó coi như thế nào. Mà thấy nó không có bị cứng ha. Đúng là gà đi bộ nó ngon hơn. Ngon hơn gà thường. Ví dụ như nguyên cục này nè, mà gà roasted chicken mà của Costco rồi vậy đó, là ăn không nổi, không có ngon. Cũng là cái này con thịt là không cũng ngon. Đủ tiêu chuẩn cơm gà rồi phải không? Này cũng đủ tiêu chuẩn cho anh phải không? Nó cái này cơm em nấu nữa là hết sạch. Vậy. Không có, hoặc là anh để về xong rồi mình chỉ cần làm cái hành xanh chung với dầu ô liu với bơ để vô nó rưới lên nữa là giống như kiểu cái mùi á thơm. Giống như kiểu cơm tấm hả? Dạ, nhắm nhắm vậy. 15 đồng 88 mà thuế nữa là còn 17 đồng mấy đó các bạn cô chú. Mới mua 2 dĩa là 3 mấy đồng cho mấy đứa nhỏ luôn. Không có cái hình nữa hả? Dạ, cơm gà An Nam. Ở đây 15 đồng 88 mà nếu mà anh ăn cơm gà xếp khoai á là cũng 15 đồng 88 luôn. Cái địa chỉ ở trên đây các bạn cô chú. 15562 Crooked Street, Westminster, Cali 92683. Đường Crooked với mặt Farden. Gỏi gà một dĩa là 18 đồng 50 sen. Gỏi gà xếp khoai cũng 18 đồng 50 sen. Gỏi gà nướng xả ớt cũng 18 đồng 50 sen luôn. Còn nếu mà mình mua cơm gà mà cơm không á anh, thêm một phần cơm á là 5 đồng á. Còn nửa con gà là 17 đồng, một con gà 29 đồng. Cái lòng gà 10 đồng. Đúng trứng non hả? Dạ 11 đồng. Ồ cái này gà trứng non cũng ngon á ha. Còn cho thêm lòng trứng non là 4 đồng tới 4 đồng rưỡi. Ồ nếu mà anh vậy nè, rồi anh gọi thêm lòng trứng non nữa thì là 4 đồng tới 4 đồng rưỡi. Lòng trứng non là sao? Có cái gì? Là có thêm mề với trứng non. Để trên cái súp, ta đỏ vô cái chén súp á. Dạ. Phở gà cũng 15 đồng 80 sen luôn. Lo ăn rồi cứ quên luôn cái vụ cho điểm. Mê man luôn. Cái này anh nghĩ là khoảng 8 điểm rưỡi. Dạ. Nếu mà cái cơm mà nó đậm đà hơn chút xíu nữa hay là nó màu vàng nhìn hấp dẫn hơn, anh nghĩ cho 9 điểm rưỡi á. Ở đây anh thấy lúc em mua thì người ta đến thấy bạn cũng ăn cơm gà không? Dạ. Yeah. Yeah. Thì cái chỗ này nổi tiếng cơm gà. Chắc vậy. Cái cơm này mà ngon nữa là xuất sắc lắm á. Yeah. Anh trừ điểm lên chút xíu. Còn 8 điểm rưỡi. Các bạn cô chú có ăn ở đây chưa? Nếu mà ăn thì cho mấy điểm. Chia sẻ dưới video giùm mi ha. Cái phần ăn vậy rất là lớn. Yeah. Không có hết đâu. Cái này em chừa lại một chút cơm á, cơm nhiều quá. Dạ, chừa lại một chút á. Hồi nãy em mua một phần kia là cho hai đứa nhỏ ăn là nó vừa luôn á. Thì đối với anh á, ăn thì dường như anh ăn anh kia làm đôi. Dạ. Anh ăn được hai lần. Dạ. Tại anh ăn không có được nhiều. Nước mắm ta làm ngon phải không? Mắm được. Dạ. Có cái là không có ớt, không có gì hết trơn. Cái này người ta cho một chút cái gì nữa nè. Nước tương hả? Ồ, nước tương với hình như cái này là gừng. Phải gừng không? Gừng để thêm á. Để cho nếu mà ai muốn ăn thêm á thì mình lấy thêm. Gừng. Cũng nhẹ lắm. Dạ. Người giống như em nè, em ăn cơm gà là em thích có gừng nhiều. Bỏ vô là mình bỏ vô thêm nữa nếu mà mình muốn.
Mà gừng ở đây nhuyễn mà làm có xanh xanh, hình như có hành lá nhuyễn nhuyễn trong đây nè. Giống như xoay ra vậy hả? Dạ, xoay nhuyễn luôn. Là... Dạ. Nhưng mà ăn thơm gừng không? Anh ăn nước mắm thơm gừng không? Thơm. Dạ. Các bạn cô chú nơi chỗ anh cơm gà nào mà cảm thấy ngon á, xin bỏ vô cái phần comment cho mình biết cái chỗ nào để mình tới mình ăn thử nha. Tại mình rất là hảo cái cơm gà này nè. Rất là thích ăn. Hoặc là có cách nấu ngon thì cũng chia sẻ luôn. Dạ, yeah, nếu mình nấu được ở nhà mà ngon còn có lý nữa đó. Nha, còn vui hơn. Dạ. Yeah. Các bạn cô chú ơi, mi review cái cà phê này uống thử coi ngon không nha. Cũng nghe nói là ngon lắm nè. Mà mình thấy bữa nay ở chợ Song Hỷ bán cho nên mi thử coi làm sao. 2 đồng 29 cho một hộp vậy nè các bạn. À, cái sản phẩm là của Nhật luôn nha. Hawaii Kona, cà phê với sữa mà của Nhật nữa, cho nên mình cũng muốn thử cà phê của Nhật cho nó ra làm sao. Cái này người ta bán để trong tủ lạnh đó các bạn, cũng lạnh. Cũng đắng, hơi đắng đắng nhưng mà cũng nhẹ nhẹ. Cái này đó, nếu mà so với cái mùi thơm của G7 Trung Nguyên á thì không có bằng các bạn, nhưng mà cũng tạm được chứ cũng không có đến nỗi tệ. Nhưng mà nó không có cái vị chua chua giống như cà phê của Mỹ các bạn thấy thường thường. Uống hay có cái vị mà chua chua phía sau khi mà mình uống á. Lúc đầu thì mình uống thơm nhưng mà mình uống xong cái làm như có cái vị chua chua, thì cái cà phê này mình thấy nó không có cái vị chua đó. Nhưng mà nó thấy cũng không có gì là thơm nồng đồ nhiều quá thì không có. Mình thử để vô đá uống coi sao. Cà phê sữa đá. Để đá vô rồi nó rất là lạc luôn các bạn ơi. Thơm thì nhẹ thôi à. Thì uống lần thử cho biết, chứ nếu mà hỏi lần sau mới mua nữa không á. À, chắc mi không mua nữa, tại vì nó cũng thơm nhưng mà nó cũng không có cái gì đặc biệt lắm hết á các bạn. Cái sữa trong đây nó cũng thấy rất là loãng luôn, nó không có béo, không có gì hết trơn á. Cũng có mùi thơm nha các bạn. Nó cũng thơm giống như cỡ cà phê của Mỹ rồi vậy đó, chứ không phải là nó tệ. Nhưng mà tại vì mình so với G7 của Trung Nguyên á, thì nó mới không bằng thôi. Cái vị thì nó nhẹ nhẹ, nó hơi lạc lạc. Cho nên ai sợ đường ha, mà thích hơi đắng đắng thì mi nghĩ cái này các bạn cô chú sẽ thích nè. Mi cho khoảng chắc chừng 6 điểm rưỡi thôi à. Để mình thử luôn cái này nè các bạn. Strawberry milk là sữa dâu. Sản phẩm là của Nhật luôn nha. Người ta bán kế bên với cái cà phê này nè, cho nên mi lấy luôn cái này. Cái ly này vừa rồi mi mua cái kem chocolate ở Costco các bạn, có cái ly dễ thương nè. Mi có review với các bạn cái kem này rất là ngon á. Rồi mình uống sữa dâu nha. Cái mùi dâu rất là thơm luôn á, mình chưa có uống á, mình để gần mũi mình nó thơm mùi dâu lắm. Nó cũng ngọt mà có cái mùi dâu thơm. Nếu mà nói cái loại này á các bạn, với cái cà phê á, mình thích cái loại dâu này hơn á. Mặc dù mình thích cái cà phê, cái mùi cà phê, nhưng mà cái mùi này không có thơm nhiều lắm. Cho nên mình thấy khi mình uống cái sữa dâu này á, thấy được hơn luôn. Nó có cái vị hơi béo hơn cái cà phê sữa đá này ha. Mà giống như có mùi dâu á, nó thanh thanh làm sao á. Mình thấy ngon á các bạn, cái sữa dâu này uống ngon. Mình nghĩ các em nhỏ sẽ thích cái sữa dâu này nè. Để chút đá thử coi nó có bị lạc bớt thì nó sẽ ngon hơn. Để đá vô uống rất là ngon luôn các bạn cô chú ơi. Nó lạc bớt xuống một chút, cái mình thấy nó vừa với cái vị của mình á. Nó dịu bớt, ngon, thơm, béo nhẹ nhẹ, thơm, ngon lắm. Cái này được nè. Nếu mà đi ra đường á các bạn, cái này mi không có uống thường, nhưng mà thí dụ đi ra đường nhiều khi á mình gấp á thì mi thấy cái này được hơn. Cái dầu này nè ngon. Dễ uống lắm các bạn cô chú ơi.
thơm, nó không có cái xác của dâu nha. Các bạn cô chú có thử cái này thì cho mi biết các bạn có thích không nha. Nếu mà nói chấm điểm á, cái này mi cho khoảng 8 điểm được á. Nó rất là ngon mà thơm. Mi nghĩ là mua dâu strawberry á với sữa xong rồi mình xay ra, mình để đá vô mình uống vẫn ngon. Giống vậy, nhưng mà cái này thì giống như tiện lợi để mình ra đường vậy đó. Ngon quá. Mình thích cái mùi này các bạn, nó thơm thơm nhẹ nhẹ. Khi mình uống một cái nó làm cho mình mắc uống một cái nữa. Mình xin dừng ở đây ha. Cảm ơn các bạn cùng cô chú rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. Các bạn thấy có cái món gì hay mà vợ chồng My chưa review mà thấy ngon thì xin chia sẻ thêm giùm My nha. My cũng cảm ơn các bạn cô chú rất là nhiều đã luôn ủng hộ vợ chồng My trong bao năm qua nha. Bây giờ thì mình chào tạm biệt. Bye bye.